Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, mình sẽ cùng ngồi đây và cùng bàn bạc với các bạn về một chủ đề khá là hot. Chúng mình sẽ cùng nói về đường sắt Cát Linh Hà Đông. Và hãy cùng tìm hiểu xem là nội dung bài viết của ngày hôm nay là gì nhé. Ok, hãy bắt đầu thôi nào. Quan cơn bị cực sẽ đến hồi Thái Lai. Đây đích thị là câu nói chính xác nhất về trường hợp của dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Sau hơn một thập kỷ với nhiều biến cố thăng trầm, cuối cùng thì dự án này cũng đã hoàn thành và đi vào hoạt động trong sự mong chờ và hân hoan của người dân thủ đô và sự kỳ vọng của cả nước. Một công trình mang tính biểu tượng cho những đổi mới mạnh mẽ nhất trong quy hoạch của thành phố thủ đô, trái tim của cả đất nước. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được khởi công vào tháng 10 năm 2011. Sau 10 năm triển khai thi công, dự án chuẩn bị được đưa vào khai thác. Tính theo thời điểm khởi công, đây là tuyến đường sắt đô thị thứ hai được khởi công xây dựng tại Việt Nam, sau tuyến đường sắt đô thị Nhổn và ga Hà Nội, nhưng là tuyến đầu tiên hoàn thành và đưa vào khai thác. Công trình trải qua 5 đời bộ trưởng. Nào, trước tiên hãy cùng nhau nhìn lại các mốc thời gian đáng nhớ của công trình này nhé. Quá trình triển khai dự án kéo dài qua 5 đời bộ trưởng giao thông vận tải. Bắt đầu từ đời ông Đào Đình Bình và Hồ Nghĩa Dũng. Đến thời ông Đinh La Thăng lên làm bộ trưởng thì dự án được phê duyệt, khởi công xây dựng và tiếp tục được triển khai qua đời ông Trương Quang Nghĩa và hiện tại là ông Nguyễn Văn Thể. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được phê duyệt năm 2008 với tổng chiều dài là 13 km đi trên cao, bao gồm 12 ga, tốc độ tối đa là 80 km/h. Tháng 10 năm 2011, dự án được khởi công, thời hạn hoàn thành lùi từ năm 2015. Giai đoạn đầu, thành phố Hà Nội phải giải tỏa hơn 100 hectare để xây dựng các nhà ga, khu bảo dưỡng. Khoảng 2.000 hộ dân tại quận Đống Đa, Thanh Xuân và Hà Đông phải di rời. Hàng chục km đường điện, ống cấp thoát nước, viễn thông phải di chuyển. Trong quá trình thi công, ngày 6 tháng 11 năm 2014, tại đoạn đường Nguyễn Trãi, đơn vị thi công đang cẩu thép thì bị đứt cáp. Thanh thép rơi xuống khiến sự cố đáng tiếc đã xảy ra, trong đó có 2 người bị thương và 1 nạn nhân khác đã không qua khỏi. Cuối tháng 12 năm 2014, tại ga bến xe Hà Đông, khi thi công xả mũ trụ H7, hệ thống sàn, đá ráo và bê tông xả mũ đã bị sụt xuống đường, đè bẹp chiếc taxi, 4 người bên trong may mắn được giải cứu an toàn. Nhiều cán bộ công trường sau đó bị đình chỉ công tác, lãnh đạo ban quản lý dự án bị chuyển công tác. Ngày 14 tháng 7 năm 2015, hạng mục khó nhất trong việc lắp đặt đó là những phiến dầm có trọng lượng hơn 200 tấn. Hai phiến dầm được cẩu lên từ dưới xe siêu trường siêu trọng, sau đó được đặt lên hệ thống móc phía trên và di chuyển đặt vào tiếp một chiếc cẩu di chuyển phương ngang. Quá trình thi công vô cùng khó khăn khi phải dừng phương tiện đi lên cầu cạn Vành Đai 3, bán qua khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi để tránh gây rung lắc khi di chuyển phiến dầm. Không chỉ vậy, việc cẩu phương ngang khiến phiến dầm còn phải tính toán hợp lý để không bị ảnh hưởng bởi gió thổi. Không chỉ có vậy, việc làm lao dầm còn bị thách thức bởi những đoạn đường cong qua khu dân cư hoặc là trên mặt sông, mặt hồ. Lao dầm qua hồ Hoàng Cầu được thực hiện trong tháng 1 năm 2016. Những phiến dầm được tập kết từ khu vực gần ngã tư Thái Hà, sau đó di chuyển dần tới phía Đê La Thành. Hơn 800 phiến dầm được lắp đặt hoàn thiện trên toàn tuyến và hợp long vào ngày 8 tháng 10 năm 2016. Tháng 2 năm 2017, đoàn tàu đầu tiên của dự án về đến Hải Phòng và theo lộ trình đặc biệt để di chuyển về Hà Nội. Đêm 20, rạng sáng ngày 21 tháng 2 năm 2017, việc cẩu đoàn tàu đầu tiên lên hệ thống được thực hiện dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án và đông đảo người dân. Đoàn tàu đầu tiên của hệ thống và nhà ga La Khê được chọn làm mẫu để giới thiệu cho mọi người vào ngày 20 tháng 5 năm 2017. Vào tháng 9 năm 2018, sau 4 lần trễ hẹn, tuyến đường Cát Linh Hà Đông được đóng điện và chạy thử liên động, đánh dấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng, bước vào giai đoạn đánh giá an toàn và nghiệm thu, bàn giao. Thời gian thực hiện các thủ tục này kéo dài lên tới gần 3 năm. Ngày 6 tháng 11, sau 10 năm chờ đợi, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông chính thức đi vào vận hành. Người dân Hà Nội sẽ có thêm một phương tiện công cộng có sức chứa lớn để giảm tải trục giao thông từ Hà Đông qua ngã tư Sở tới Cát Linh và ngược lại.
về tiến độ dự án ngay từ khi khởi công, được xác định là sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại từ tháng 6 năm 2015. Sau đó, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên liên tục lùi tiến độ tới tháng 6 năm 2016, rồi tháng 12 năm 2016, tiếp tục là tới tháng 2 năm 2017, tháng 10 năm 2017, rồi tới tận quý 2 năm 2018, cuối năm 2018, tháng 4 năm 2019, cuối năm 2019, rồi lại tới đầu năm 2020, cuối năm 2020, đầu năm 2021, giữa năm 2021. Và tới nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tới ngày 10 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải phải bàn giao cho Hà Nội để đưa vào khai thác. Những con số đầu tư. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án được phê duyệt năm 2008 là 8.769,9 tỷ đồng, tương đương 552,86 triệu USD. Đến năm 2017, tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên 18.001,5 tỷ đồng, tương đương 868,04 triệu USD, tăng 9.231,632 tỷ đồng, tương đương với 315,18 triệu USD so với tổng mức đầu tư đã được duyệt ban đầu. Dự án này sử dụng vốn vay của chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước, trong đó phần vốn vay của Trung Quốc là 13.867,1 tỷ đồng, tương đương với 669,62 triệu USD, bao gồm vay tín dụng ưu đãi 1,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 169 triệu USD, vốn vay ứng dụng ưu đãi bên mua 250 triệu USD, vốn vay bổ sung từ tín dụng ưu đãi 1,678 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 250,62 triệu USD. Phần vốn đối ứng của Việt Nam 4.134,399 tỷ đồng, tương đương 198,42 triệu USD, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, tư vấn, lãi vay, phí các loại, thuế giá trị gia tăng, chi phí khác 183,39 triệu USD, tương đương với 3.818,769 tỷ đồng. Chi phí dự phòng là 315,630 tỷ đồng, tăng 99,312 tỷ đồng, tương đương với 15,03 triệu USD. Dù chưa đưa vào khai thác thương mại, nhưng từ năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải đã phải bố trí vốn để trả nợ gốc khoản vay 250 triệu USD của dự án này. Đây là khoản vay bổ sung do tăng vốn. Tuy nhiên, dự án đường Cát Linh Hà Đông vẫn là tuyến đội vốn ít nhất trong số các tuyến đường sắt đô thị đang thi công, thấp hơn tuyến Nhổn Ga Hà Nội và hai tuyến của thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đường sắt Cát Linh Hà Đông chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư do cả lỗi khách quan và lỗi chủ quan với nhiều nguyên nhân chính. Về nguyên nhân chủ quan, do thiết kế cơ sở ban đầu sơ sài dẫn tới việc phải điều chỉnh, việc phải chờ nhà tài trợ phê duyệt hợp đồng, cấp hiệu lực cho hiệp định vay vốn bổ sung đã kéo dài khiến tiến độ bị kéo dài hơn. Đồng thời, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, China Exim Bank, là cơ quan quản lý cung cấp nguồn vốn vay nhưng không thiết lập đại diện thường trú tại Việt Nam, ảnh hưởng tới hiệu quả điều hành cấp vốn thực hiện của dự án. Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, tức tổng thầu EPC, chưa có kinh nghiệm trong triển khai thực hiện dự án tổng thể theo hình thức hợp đồng EPC, đồng thời chưa thực hiện theo đúng cam kết về tiến độ, thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế. Vấn đề này cũng đã có những cuộc tranh luận, thậm chí là xử lý gay gắt từ phía lãnh đạo Việt Nam với tổng đơn vị thầu này. Cách thức triển khai thực hiện dự án ở mỗi nước có sự khác biệt, đặc biệt là cách thức lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ nghiệm thu thanh toán. Trong khi đây là lần đầu tiên tổng thầu Trung Quốc thực hiện dự án tại Việt Nam, khiến việc quản lý, điều hành của tổng thầu còn gặp nhiều lúng túng và bất cập. Thêm nữa là công tác giải ngân của hiệp định vay vốn bổ sung gặp nhiều vướng mắc do các bên chưa thống nhất được các ý kiến pháp lý. Các quy định và chế tài xử lý đối với hợp đồng EPC còn chưa đầy đủ. Về nguyên nhân khách quan, theo Bộ Giao thông Vận tải, do công tác giải phóng mặt bằng tại trung tâm thành phố Hà Nội rất chậm và phức tạp, không đáp ứng được yêu cầu của công tác khảo sát để thiết kế kỹ thuật. Thứ hai, do yếu tố khác biệt về quy định giữa hai quốc gia về các tiêu chí kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong bước thiết kế, thi công và dự toán gây khó khăn trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện. Hệ thống quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam về thực hiện hợp đồng EPC chưa đầy đủ, đồng bộ, đặc biệt là quy định về tính chọn gói giữa các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án.
70.000 km chạy thử. Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid, đến cuối tháng 12 năm 2020, dự án mới hoàn thành công tác chạy thử liên động toàn hệ thống. Trong thời gian chạy thử 20 ngày, tổng thầu EPC đã thực hiện vận hành hơn 5.740 chuyến tàu chạy, với tổng số km là hơn 70.000 vận hành an toàn dưới sự giám sát bởi các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn đánh giá an toàn, các cơ quan chức năng và hội đồng kiểm tra nhà nước. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung Quốc để đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi bàn giao đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại. Bộ Giao thông Vận tải đã thuê các đơn vị tư vấn ATC tới từ Pháp đánh giá an toàn hệ thống từ khâu thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành. Cuối tháng 4 năm 2021, tư vấn ACT cấp chứng nhận an toàn hệ thống kèm theo 16 khuyến cáo về an toàn cho dự án. Bộ Giao thông Vận tải hoàn toàn nghiệm thu công trình và gửi Hội đồng Thẩm định Nhà nước về công trình xây dựng. Đoàn tàu dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông sử dụng công nghệ động cơ phân tán gồm 8 động cơ được đặt ở khoang giữa và hệ thống điều khiển tự động. Đây là công nghệ đang được nhiều nước áp dụng. Đường ray chính dự án Cát Linh Hà Đông có khổ rộng 1.435mm, sử dụng công nghệ hàn liền, đảm bảo tốc độ chạy tàu cao, chống ồn, chống rung và lắp đặt các thiết bị chống chật bánh tàu. Dự án có 13 đoàn tàu, trong quá trình vận hành sẽ sử dụng 10 đoàn, 2 đoàn bảo dưỡng, 1 đoàn dự phòng, vỏ tàu bằng thép không gỉ theo tiêu chuẩn của châu Âu. Tháng 12 năm 2019, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các đoàn tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông. Các đoàn tàu đầy đủ hồ sơ chứng minh chất lượng theo chỉ dẫn kỹ thuật, được duyệt về độ bền, khả năng ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn. Đơn vị sản xuất và nhà thầu cung cấp đoàn tàu cũng cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng và an toàn của đoàn tàu. Về mức độ tự động hóa, tiêu chuẩn thế giới chia làm 5 mức. Đường sắt Cát Linh Hà Đông được thiết kế với mức 2.5, có chế độ người lái tàu. Dựa trên các thông tin tín hiệu thu, phát tự động, trung tâm chỉ huy sẽ tự động ra lệnh cho các đoàn tàu vận hành ở tốc độ tối đa và tối thiểu. Trên khoang lái tàu, tự động hiển thị các thông tin để lái tàu biết khi cần tăng tốc và giảm tốc. Hệ thống cũng tự động khống chế tốc độ của tàu. Hệ thống điều khiển tự động của đoàn tàu gồm 3 hệ thống con, đảm bảo việc giám sát, khống chế vận hành và tự động hóa công tác chạy tàu. Đảm bảo việc khống chế giãn cách giữa các đoàn tàu, ngăn rủi ro khi tàu chạy vượt quá tốc độ cho phép và lựa chọn phương án tối ưu để đoàn tàu vận hành. Đánh giá an toàn theo phương pháp châu Âu. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được phê duyệt thiết kế từ năm 2010 đến năm 2011, trong khi một số nội dung tư vấn ACT đánh giá theo công nghệ hiện nay. Cụ thể, tiêu chuẩn tàu điện đô thị của Trung Quốc chỉ yêu cầu đánh giá và cấp giấy chứng nhận an toàn với hệ thống tín hiệu, không đánh giá và cấp chứng nhận an toàn cho các hạng mục, hệ thống điện kéo, phanh điện của đoàn tàu và các hệ thống còn lại của dự án, trong khi tiêu chuẩn châu Âu lại yêu cầu đánh giá. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, thời điểm ký kết hợp đồng với tổng thầu để triển khai dự án thì Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về thiết kế, đặc biệt là liên quan tới các thiết bị. Do vậy, tại thời điểm đó, năm 2013, tiêu chuẩn nào mà Việt Nam không có thì sử dụng tiêu chuẩn của Trung Quốc. Trong khi tiêu chuẩn của Trung Quốc cũng dựa theo hệ thống tiêu chuẩn của châu Âu, nhưng tùy thuộc vào điều kiện mỗi quốc gia có tiêu chí áp dụng khác nhau. Thứ trưởng Đông nói rõ, tư vấn Pháp đánh giá an toàn theo phương pháp đánh giá của châu Âu, chứ không phải là dùng tiêu chuẩn của châu Âu để đánh giá an toàn dự án Cát Linh Hà Đông. Hiện công ty Metro Hà Nội đã thuê tư vấn nước ngoài để hỗ trợ vận hành và hoàn thành hệ thống trong một năm. Đây có thể coi là bức tranh toàn cảnh về công trình thập kỷ tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, một dự án có nhiều thăng trầm và biến cố. Thế nhưng, hy vọng rằng, kể từ khi đi vào hoạt động, tuyến đường này sẽ góp phần lớn vào việc giảm ùn tắc giao thông cho thủ đô, trở thành công trình đầu tiên có tác động tới thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng của người dân, và phần nào đó thay đổi được bộ mặt giao thông của thành phố Hà Nội. Và các bạn nghĩ sao về câu chuyện của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông? Các bạn đã đi thử chưa? Hay là các bạn có định đi thử không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới tận đây. Mình là Pink Dog. See ya!